Là nguồn lương thực nuôi dưỡng linh hồn của mỗi người hôm nay và mãi mãi. Cùng với đó, qua việc tôn vinh các thánh tử đạo Việt Nam, chúng con cũng học tập và bắt chước hơn đức tin của các ngài. Thật là diễm phúc và vui mừng hơn nữa khi chúng con thấy sự hiện diện đầy tình yêu thương của Đức Cha Phêrô, vị chủ trang đáng kính của giáo phận. Ngài sẽ chủ tế thánh lễ trọng đại hôm nay. Xin cộng đoàn cùng nổ một tràng pháo tay thật dài và thật lớn để chào đón Ngài. Chúng con cũng rất hân hoan và vui mừng khi có sự hiện diện của cha tổng đại diện, quý cha quản hạt, quý cha cố, quý cha giáo, quý cha tòa giáo mục cùng quý cha đồng tế. Xin cộng đoàn cùng vang lên một tràng pháo tay thật lớn và thật dài nữa để chào đón quý Ngài. Chúng con cũng hân hoan chào đón sự hiện diện của quý nam nữ tu sĩ, quý thầy chủng sinh, quý ban hội đồng mục vụ các xứ họ, quý ông bà cố và toàn thể cộng đoàn dân chúa. Xin cộng đoàn cùng vang lên một tràng pháo tay nữa để chào chúc nhau. Giờ đây, để bày tỏ tâm tình mến yêu đối với Đức Cha Giáo Phận cùng toàn thể quý đấng bậc, con xin được trân trọng giới thiệu cha chánh xứ cùng ban hội đồng mục vụ giáo xứ con lắng hoa tươi thắm dâng lên Đức Cha cùng toàn thể quý cha, xin Đức Cha thương đón nhận. Và giờ đây, thay cho những lời chào mừng nồng nhiệt nhất, giáo thứ, giáo sứ đền thánh chúng con sẽ gửi đến Đức Cha, quý cha và cộng đoàn một tiết mục hòa tấu hết sức hùng tráng mang tên Cải Hoàn Ca. Xin mời quý đấng bậc và cộng đoàn cùng đón nhận.
Oh,
Xin cảm ơn 300 ca viên và diễn viên trong màn hòa tấu Khải Hoàn Ca hết sức tuyệt vời vừa rồi. Và xin mời các diễn viên chúng ta trở về vị trí. Mời đoàn nghi thức kính nhớ tổ tiên chuẩn bị nghi thức. Kính thưa quý đấng bậc cùng toàn thể cộng đoàn, cây sinh trong cảnh cũng từ gốc, nước biển mênh mông cũng bởi nguồn. Mỗi người tín hữu Công giáo nói chung và các tín hữu Thái Bình nói riêng luôn mang trong mình tâm tình tri ân thảo hiếu đối với các đấng bậc tiền nhân đi trước. Các ngài đã để lại cho chúng ta một gia sản là kho tàng đức tin hết sức sống động và quý báu. Đặc biệt hơn là các thánh tử đạo, các ngài không chỉ cảm nhận được tình yêu của Chúa, nhưng còn dám đánh đổi điều cao quý nhất là mạng sống mình để gìn giữ đức tin quý báu cho chúng ta. Cái trên ngồi nó không biết. Giờ đây, con xin kính mời Đức Cha, Quý Cha và cộng đoàn cùng bày tỏ tâm tình hiếu thảo và biết ơn qua nghi thức kính nhớ tổ tiên, tuy đơn sơ nhưng mang đậm nét đẹp của người Công giáo Việt Nam. Xin mời cộng đoàn đứng, mời Đức Cha và Quý Cha tiến ra hai bên của sân khấu. Mời đoàn đi lễ tiến bước. Xin cộng đoàn cùng lắng lặng tâm hồn. Nghi thức kính nhớ tổ tiên. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay trong bầu không khí trang nghiêm tưởng nhớ tới các thánh tử đạo Việt Nam, cách riêng là các thánh trên quê hương Thái Bình Hưng Yên thân yêu, các ngài là những chứng nhân hy sinh mạng sống để giữ tròn niềm tin như món quà cao quý thiêng liêng nhất lưu truyền cho con cháu lạc hồng và đón nhận hồng ân Chúa 85 năm thành lập giáo phận. Trải qua một cuộc hành trình đầy ắp biến cố đổi thay cảnh dân tộc, hy vọng buồn sầu và những lo âu, nước mắt mồ hôi là thánh ý nhiệm màu. Chúa ban lương thực nuôi người, cha vui mẹ sới một đời gian nan, nghe hoa lên quả muôn ngàn, cho con cho cháu bình an hưởng dùng. Muôn lòng giáo phận nguyện chung, ra công gắng sức trên đồng quê hương. Xin ghi lòng tạc giả công ơn các thánh tử đạo Việt Nam đã dành trọn cuộc đời cho con cháu giữ lên đạo thánh Chúa Trời, hương trầm thơm tựa lời kinh dâng lên tới cõi thiên đình sớm hôm. Nguyện xin Chúa cả càn khôn ban ơn phúc lộc cho ông cho bà, kính dâng nguyện hứa thiết tha sáng kinh tối lễ nhà nhà yên vui. Hoa trái xin tiên dâng.
hương thơm lến sáng lung linh, hoa thơm trái ngọt bánh thơm lồng làn. Đây là những sản vật do bàn tay và công lao con người trên quê hương làm ra. Với tâm tình con thảo kính dâng lên tổ tiên, xin tổ tiên chứng giám cho lòng thành của chúng con. Xin kính mời Đức Cha, Quý Cha cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiệp lòng hiệp ý niệm nén hương lòng. Xin dành một phút mặc niệm để hồi tưởng lại những hình bóng khả kính của các thánh tử đạo Việt Nam. Một phút mặc niệm bắt đầu. Thôi. Khởi chiến cổ công sinh thành như núi Thái Công.
dục tựa biển đông bát ngát cúc cùng bay. Sự thế trần sẽ qua đi, lòng thảo kính cốt chi làm phai nhạt. Trong giây phút tưởng nhớ tới các thánh tử đạo, đoàn chúng tử xin một lời tâm nguyện, nguyện một lòng chuyên chăm học lời Chúa, loan báo tin mừng lòng Chúa sống thương cúc cùng bay. Xin kính cẩn suy tôn chư thánh và chư vị tiền nhân luôn bảo trợ cho đoàn con dưới thế giữ vững niềm tin cậy mến yêu, dù ba đào muôn phía có dâng trào cũng không thể lãng quên đạo thánh. Nguyện cùng nhau mến Chúa yêu người, hợp một lời xin khấu đầu kinh bái cúc cùng bái. Nghi thức kính nhớ tổ tiên đã kết thúc. Giờ đây, để chuẩn bị bước vào thánh lễ, con xin trân trọng kính mời đức cha, quý cha tiến lên hàng ghế phía trên lễ đài. Với tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, tri ân các đấng bậc tiền nhân và cầu nguyện cho giáo phận, giáo hội trong hiện tại và tương lai, giờ đây xin mời cộng đoàn cùng sốt sắng hiệp dân thánh lễ là đỉnh cao của ngày đại lễ hôm nay. Xin mời cộng đoàn đứng, mời ca đoàn hát ca nhập lễ.